Đây là một ổ khóa đang hoạt động bình thường mà ngày hôm nay tôi sẽ làm chìa khóa chủ master key cho nó, tháo ổ khóa này ra và sử dụng chìa khóa chủ chung như thế này để sử dụng chung cho một chìa mở nhiều ổ khóa. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ổ khóa này ra đã. Đầu tiên để tháo được thì khóa nó vào, nhấc nó ra rồi mở được cái này. Bây giờ sẽ tháo những cái vít viếc nó so ở trong. Cái này nó phải là một cái quá trình kinh nghiệm mình làm nhiều. Đây, ở trong này nó có một cái lò xo và hai cái chốt. Đây, đấy, một cái lò xo và hai chốt. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái chìa này vào. Đấy, cắm cái chìa này, xoay ngược nó ra như thế này. Rồi, tôi lấy cái cốt này, lắp vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấc cái cốt này ra, anh em nhìn kỹ này. Nhấc cái cốt này ra này. Nhấc ra này. Đấy, đây là cái cốt ổ khóa này. Thì đây này, nó đi ra này. Đi ở trong này, lò xo này. Rồi, gõ hết ra. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa và chìa khóa chủ này lắp vào đây. Chìa khóa này bỏ. Rồi, bỏ bi, thay bi. Cái bước này rất là quan trọng này. Đấy, nếu như mà nó không đúng cái viên bi này là không được đâu. Sau khi sắp bi bằng như thế này, chúng ta cho vào kiểm tra rồi, ok. Thế đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp ổ khóa lại như cũ. Đầu tiên là lò xo này, một lắp cái càng vào này, rồi giữ cái này lại. Ở đây có hai cái chốt thử ướm, rồi cái nào dài hơn thì lắp vào. Rút vào đây. Đây là một bước rất quan trọng, rút cái chốt vào đây rất khó. Thả nó ra, rồi mình đi chơi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cốt. Đây, cốt này nó có hai phần, phải lắp đúng, nó mà lắp ngược thì hỏng. Lắp cốt vào đây, đây như này, rồi rút cái này ra. Bắt đầu đến lò xo 6 cái. 2 3 4 5 6 cái. Rồi gạt này xuống, rút vào đây. Tiếp, sau khi lò xo xong chúng ta chuyển sang đến cái chốt này, một cũng 6 viên, 2 3 4 5 6. Rồi thì đây để nhìn kiểm tra xem nó đã xuống hết chưa. Rồi, lắp nó ra, nhập nó ra, xoay này, xoay này. Bây giờ lấy cái này gạt cái viên bi này xuống này, bước này rất quan trọng. Gạt những viên bi này xuống này, cắm cái này vào để giữ này. Nhìn này, xem bi đã hết chưa, rồi ok rồi này. Đấy, gạt cái này xuống này, nhìn này. Xoay cái cốt ở đây này, trong này nó có cái cốt này, xoay cái cốt này. Thẳng cái này này. Đấy, rồi. Đây là chúng ta sẽ lấy cái này. Cái chìa đây. Cốt cái này vào đây này. Rồi, chỉnh cho nó thẳng. Rồi. Lấy cái này. Lên cái chìa này, cái chìa khóa này có thể mở được ổ khóa này. Đấy, có thể mở được ổ khóa này. Đấy gọi là chìa khóa chủ master key. Và bây giờ tôi sẽ dùng chìa khóa này để cắm vào đây mở. Rồi, ok rồi, ra ngoài kia. Đấy, chỉ với một chìa khóa như thế này, sau khi sửa lại rất là nhiều ổ khóa và chúng ta có thể sử dụng chung cho chìa, đấy gọi là chìa khóa chủ master key. Anh em cần những cái dụng cụ như thế này, những cái vấn đề như thế này có thể tìm tôi, ghế được khóa vừa bán được khóa.